Vậy là chúng ta vừa được chứng kiến sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của Apple, sự kiện lớn nhất của Apple diễn ra hàng năm. Và sau đây là những điểm nổi bật. Hãy bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhất. Chúng ta có một số sự cải tiến không hề nhẹ ở Apple Watch. Ứng dụng giờ đã được hỗ trợ đa dạng hơn. Facebook Messenger đã hoạt động trực tiếp trên Apple Watch. Các bạn có thể kết nối Apple Watch với GoPro để điều khiển camera và tùy chỉnh trực tiếp. Apple Watch cũng có thêm phiên bản màu rose gold vàng hồng và dây đeo da cao cấp mới. Tiếp đến là sản phẩm to nhất, đó chính là chiếc Apple iPad. Lần này, Apple đặt tên cho nó là iPad Pro. Apple cũng có nhấn mạnh vào vi xử lý A9X mới của iPad Pro khi nó mang đến sức mạnh như một chiếc máy tính để bàn, mạnh hơn tới gần 2 lần so với vi xử lý trước kia, thừa sức cân các ứng dụng nặng như AutoCAD, Photoshop, Office, và họ cũng đã thể hiện ngay khả năng của chiếc iPad Pro trong sự kiện. Chiếc iPad Pro sẽ có màn hình khá khổng lồ lên đến gần 13 inch, chính xác là 12,9 inch, với độ phân giải khá dị 2732x2048, cho PPI ở mức 264. Điều đáng tiếc là iPad sẽ không có công nghệ cảm ứng lực Force Touch như chúng ta thấy trên Apple Watch và cả chiếc iPhone 6s. iPad Pro sẽ có camera chính 8 megapixel, khẩu độ f2.4, có thể quay phim Full HD 30 hình một giây, HD 120 hình một giây, và camera phụ phía trước 1,2 megapixel, có khẩu độ lớn hơn một chút là f2.2, có cảm biến vân tay Touch ID. Ngoài những thông số quen thuộc ra, người dùng cũng không khỏi ngạc nhiên khi iPad Pro được trang bị không phải 1, không phải 2, mà là 4 loa ngoài được sắp xếp đều ở đỉnh và đáy máy. Quá bá đạo! Đi kèm với iPad Pro là hai phụ kiện rất thú vị. Một chiếc bút cảm ứng với cái tên rất đáng yêu là Apple Pencil. Chiếc bút khá to, ngang với kích cỡ một chiếc bút bi bình thường, thậm chí là có phần to hơn. Đây là sản phẩm bút cảm ứng mà Apple tuyên bố rằng hiện đại nhất bây giờ. Nó không chỉ cảm ứng được cái lực nhấn mạnh hay nhẹ để tạo ra nét đậm nhạt, mà còn cảm nhận được cả góc nghiêng, đem lại cho người dùng trải nghiệm chưa từng thấy trên bất kỳ thiết bị nào. Bạn có thể viết, vẽ, thiết kế đẹp hơn, chính xác hơn bao giờ hết. Chiếc bút này thì sẽ có pin thích hợp, Apple còn nói là sẽ dùng được trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu lâu. Đầu kia của bút sẽ có chân cắm Lightning. Khi hết pin, người dùng có thể đút thẳng vào cổng Lightning trên iPad và chiếc bút này sẽ được sạc. Phụ kiện thứ hai là bàn phím vật lý. iPad Pro có 3 chiếu kết nối ở cạnh bên với 5 châm tích hợp. Chỉ cần đưa cái phần kết nối này đến gần nhau thì chiếc ốp kiêm bàn phím này sẽ dính vào iPad, không yêu cầu pin hay bất kỳ kết nối không dây nào, rất tuyệt vời. Phụ kiện Apple Pencil và Keyboard Cover sẽ được bán với giá lần lượt là $99 và $169. iPad Pro có 3 màu, bạc, vàng và xám. Giá khởi điểm cho phiên bản rẻ nhất là $800. Tiếp đến là chiếc iPhone 6s và 6s Plus. Không như lời đồn, cả hai chiếc iPhone này đều không được nâng cấp gì về độ phân giải màn hình, vẫn giữ nguyên cả kích cỡ và số pixel trên cả hai mẫu: 4,7 inch HD trên iPhone 6s và 5,5 inch Full HD trên iPhone 6s Plus. Điểm thay đổi lớn nhất ở đây là về thiết kế. 6s đã được thay chất liệu vỏ từ nhôm anodized khá là mỏng và mềm truyền thống sang hợp kim nhôm series 7000 cao cấp hơn nhiều, cứng cáp và bền hơn, nhẹ hơn. Chất liệu này thì thường được thấy sử dụng cho tàu vũ trụ, hy vọng là sẽ loại bỏ hẳn cái tình trạng dễ dàng bị cong vênh như iPhone 6. Về cấu hình thì iPhone 6s được trang bị con chip Apple A9, có lẽ sẽ thua kém ít nhiều khi so với chip A9X trên iPad Pro. Không thấy được nhắc tới về dung lượng RAM nhưng khả năng cao sẽ vẫn là RAM 1GB. 6s cũng sẽ có công nghệ cảm ứng lực chạm Force Touch giống như trên Apple Watch, nhưng được gọi là 3D Touch, nghe nó khá là sang chảnh. Từ khả năng này, người dùng có thể chạm mạnh hay nhẹ để kích hoạt những tác vụ khác nhau trong mỗi ứng dụng. Liệu công nghệ này có thực sự hữu ích hay không? Chúng ta sẽ phải đợi khi trên tay thực tế. Camera cũng là một cải tiến khi Apple nói rằng độ phân giải được đẩy lên 12 megapixel so với 8 megapixel của kẻ tiền nhiệm. Việc chen chúc nhiều pixel vào một cảm biến chật trội hơn sẽ khiến chất lượng ảnh khó để giữ nguyên vẹn so với một cảm biến ít chấm hơn. Nhưng Apple đảm bảo chất lượng ảnh sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và người dùng iOS lần đầu tiên sẽ có thể quay video 4K 30 hình một giây. Ngoài ra, vẫn có thể quay Full HD 60 hình một giây hoặc HD 120 hay 240 hình một giây. iPhone 6s và 6s Plus có 4 màu: bạc, vàng, xám và hồng. Màu hồng này tiếng Anh gọi là Rose Gold, sẽ bắt đầu được đặt hàng vào ngày 12 tháng 9 tới đây với giá ngang bằng iPhone 6 năm ngoái, bắt đầu từ $200 cho iPhone 6s và $300 cho iPhone 6s Plus cho phiên bản hợp đồng mạng 2 năm và dung lượng 16GB.
còn unlock thì có lẽ sẽ rơi vào khoảng 800 đô la Mỹ. Và đó là những thông tin tổng hợp lại sau sự kiện Apple vừa rồi. Mình hy vọng các bạn đã có được những thông tin bổ ích. Đừng quên bấm like để ủng hộ Mark Channel vì mình vừa thức cả đêm để tổng hợp lại tin cho các bạn sớm nhất có thể. Nếu muốn xem tiếp các video khác trong tương lai thì đừng quên bấm đăng ký và bình luận chia sẻ suy nghĩ bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Thôi, mình đi ngủ đây.